Theo ghi nhận tại khu vực giả cầu phía quận 1, đơn vị thi công đang hoàn thành các hạng mục phụ, dọn dẹp lô cốt, hoàn thiện tái lập mặt đường sau thời gian dài thi công. Phục vụ cho dịp thông xe 30 tháng 4 là làm ngày làm đêm, quy động mọi vật tư, xe cộ máy móc và nhân sự là tập trung đây làm 24/24. Những công việc thì tập trung hoàn thiện toàn bộ phần mặt cầu chính, mặt cầu và phần đường cầu chính. Đông lực lượng nhất là các vấn đề về cảnh quan. Khi biết cầu Thủ Thiêm 2 sắp được thông xe, bà Vân cùng nhiều bà con sinh sống và làm việc hoặc thường xuyên đi lại trên trục đường gần cầu vô cùng phấn khởi. Có niềm vui và thông thoáng, xe cộ chạy cũng thoải mái. Nó tạo ra được cái cảnh quan của thành phố thêm đẹp và sẽ thông thoáng hơn cho cái đoạn đường đi phía trước. Nó thuận tiện cho tụi em đi lưu thông từ quận 2 về bên đây á. Thưa quý vị, cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến sẽ được khánh thành đúng vào dịp lễ 30 tháng 4. Đây là niềm mong mỏi và cũng như là niềm vui rất lớn đối với nhân dân thành phố. Tuy nhiên, một nỗi lo của nhiều người dân sống tại đây đó chính là khi công trình này đi vào hoạt động thì lượng xe từ hướng quận 2 cũ đổ dồn vào trung tâm thành phố. Cụ thể là từ đoạn đường Tôn Đức Thắng nối dài đến Đinh Tiên Hoàng, Lê Duẩn, Nguyễn Minh Khai, lượng xe rất đông và có thể xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Niềm mong mỏi rất lớn của bà con đó chính là chính quyền cũng như là thành phố có những giải pháp thiết thực để giải quyết tình trạng này, giúp cho giao thông thuận lợi, góp phần vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩ rằng khi đưa vào vận hành sử dụng thì đương nhiên trong giai đoạn ban đầu nó sẽ có những cái khó khăn nhất định, mặc dù là chúng ta đã có đầy đủ các cái phương án kế hoạch để phân luồng giao thông khi vào vận hành cái cầu Thủ Thiêm 2, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh về cái phương án tổ chức giao thông cũng như là phân luồng giao thông, có thể là ngay tại khu vực và phân luồng giao thông từ xa, làm sao thực sự đó là một cái điểm sáng cũng như là một cái công trình để giải quyết cái áp lực giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau khi đưa vào khai thác cầu Thủ Thiêm 2, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện phương án tổ chức giao thông cho khu vực này. Tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng sẽ tổ chức đèn tín hiệu giao thông hoạt động theo chế độ hai pha. Pha 1, giao thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng từ công trường Mê Linh đến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Xe cộ được phép rẽ phải liên tục vào đường Nguyễn Hữu Cảnh. Còn hướng ngược lại, từ đường Lý Tự Trọng đến đường Lê Thánh Tôn, xe cộ được đi thẳng và rẽ phải liên tục. Pha 2, giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào đường Tôn Đức Thắng, xe cộ rẽ trái về đường Tôn Đức Thắng theo tín hiệu đèn. Riêng việc rẽ phải chỉ cho phép xe hai bánh thực hiện liên tục, các loại xe còn lại thực hiện theo tín hiệu đèn. Cơ quan chức năng sẽ không tạo điểm mở giải phân cách tại giao lộ Tôn Đức Thắng Nguyễn Du. Các phương tiện quay đầu rẽ trái sẽ thực hiện tại giao lộ Tôn Đức Thắng Lê Duẩn. Xe cộ sẽ được phép rẽ phải liên tục từ đường Tôn Đức Thắng vào đường Lê Duẩn hướng về Thảo Cầm Viên. Nhánh N2 hướng từ thành phố Thủ Đức về quận 1 chỉ được phép quay đầu xe liên tục về đường Tôn Đức Thắng để về công trường Mê Linh. Đoạn đường khu vực quanh cầu Thủ Thiêm cấm dừng và đổ xe. Nhánh cầu N1 hướng từ công trường Mê Linh lên cầu Thủ Thiêm 2 cho xe di chuyển để rẽ phải về thành phố Thủ Đức. Phía thành phố Thủ Đức quận 2 cũ, xe cầu di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng giao thông tại chỗ.